Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, Noel đã đến và ui chào, Dragon City đã tặng cho anh em mình cái phần thưởng của Noel luôn các bạn à. Mở nhẹ cái có cái gì nè, ở đây anh em mình sẽ có một cái bé Dragon ha. Và thêm được 5 viên game. Rồi, wow, ở đây thì đang có khá là nhiều ha. Ngày đầu tiên, lần đầu tiên trong ngày nha, thì anh em mình sẽ được một cái phần thưởng nhẹ nè. Đó. Và các bạn ơi, hắn ta thì có nhận mở các gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở những cái gói VIP trong game thì các bạn có việc liên hệ với hắn ta nha. Mình nhận mở và cái giá thì cái giá trong game nha mọi người, kèm thêm một ít phí nữa ha. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên anh em không có lo nhà phát hành ban nít là sẽ phá nít của các bạn nha. Rồi, ở đây thì anh em mình đang đến với là cuộc đua Heroic. Cuộc đua này thì hắn ta đang nằm ở vị trí top 1 nha mọi người. Đó, khá là ổn áp luôn. Bây giờ thì đi gẹo nhẹ tên bạn nè. Wow, nhẹ nhàng ha. Rồi, và bây giờ thì ui chà, tốn 3 viên game đi cho nó lẹ nha các bạn. Rồi, sương sương thì bây giờ đây mình sẽ đi cho rồng ăn. Đây, chỗ này thì ui chà, mình cũng còn khá. Wow, 2 con kinh câu. Ôi ngon nha, 2 con kinh công luôn. Bây giờ thôi để mình đi kiếm một cái bé rồng nào đó để mình cho nó ăn lên level nha các bạn. Wow, rồng ở đây hình như đa phần là level khá là cao. Rồi, và các bạn chú ý nha, anh em nào muốn mua những cái nick Dragon City thì các bạn nhớ ghé vào trang web của mình là trang hantachannel.com luôn nha mọi người. Mình để khá là nhiều nick trên đó. Và nhớ là các bạn hãy chọn được nick đó thì liên hệ với mình trực tiếp qua Facebook nha. Link Facebook có thể mình để bên dưới phần mô tả của video nha mọi người. Đó, anh em gọi là check in bên đó cho nó an toàn nha. Vì cái tựa game này mình thấy trên nhiều nhóm á, cũng có rất là nhiều bạn bị scam nha. Rồi, thì các bạn check in vậy cho an tâm. HNT thì mua bán cũng khá là lâu rồi cho nên anh em cứ việc thoải mái nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là đi thu hoạch thức ăn. Thu hoạch thức ăn thì anh em mình ở đây chỗ này 2/7 rồi các bạn à. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì anh em mình sẽ đến với một cái khu vực. Wow, ở đây mình lên tới cái cửa đó là 27 luôn. Rồi, cửa này, ui, cửa này có Titan nha. Một chiêu thì anh em mình sẽ bế được, wow, lụm cả 3 luôn các bạn ơi. Con này nó có cái giáp của Titan nhưng mà nó không chịu nổi cái sức sát thương của anh em mình nha. 30 mảnh, ôi. Giờ không biết là cái thành viên Heroic Arcana của chúng ta nó đã có thể nâng lên được 3 sao chưa nhờ? Heroic Arcana hiện tại là 99. Và ở đây là ui trời, 546 dư sức qua cầu rồi. Ở đây thì anh em mình Obic thì chưa đủ nha. Obic Heroic thì có đủ nhưng mà Obic này thì chưa đủ. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là tiếp tục thu hoạch nha. Đó, một chiếc búp xuất hiện nữa rồi. Ngon lành. 4/7 rồi. Bây giờ thì chúng ta lại đến với cái khu vực Arena. Khu vực này thì các bạn biết rồi nha. HNT gặp được những cái đối thủ nặng ký ở đây rồi. Không còn như xưa nữa. Không còn như là cái nick này mà ngày đầu anh em mình mới mua về nha các bạn. Thì các bạn biết rồi đó, cái đất này lúc mình mới mua về là cái khu vực Arena này á, anh em mình chỉ vỏn vẹn có 2000 mấy điểm thôi các bạn ơi, cây dễ sợ. Còn bây giờ là anh em mình đã kéo lên được tới 6006 rồi, là các bạn biết cái quá trình mà leo từ 2000 mấy mà lên 6000 mấy khá là vất vả luôn hen. Đó. Và HNT cũng có bán những cái mảnh rồng cho mọi người để các bạn nâng sao hoặc là summon cho rồng luôn nha. Anh em nào cần mua những cái mảnh rồng gì thì cứ việc liên hệ trực tiếp với mình luôn. Đó, Dino. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ khèo nhẹ cái thành viên đặc biệt nè. Ui, Victory. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì anh em mình sẽ đến với là thu hoạch nha các bạn. Wow, tiếp tục luôn, đổi cái tem này nó xịn xịn tí đi. Ôi, kiếm cái tem nào cứng hơn xíu rồi. Đó, ít ra là phải vậy chứ. Ít ra là cũng phải được cái tem gọi là ghê gớm như vậy nha. Đầu tiên thì anh em mình sẽ có cái giáp đúng không? Có cái giáp thì bây giờ phá giáp đi. Wow, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với sát thương nhân 2 của các thành viên là Heroic lưỡi hái tử thần. Ổn áp chưa? Ôi, tên bạn có cái gỡ bét luôn, con này Heroic và hơi khỏe nha. Ta kèo này là hơi căng rồi. Wow, bây giờ anh em mình sẽ chơi cái trò này tiếp luôn đi. Chúng ta còn một cái chiêu gọi là hút máu đại pháp nữa. Anh em mình sẽ không có ngán tên bạn đâu. Mà con này nó còn cái hồi sinh nữa các bạn. Ôi, mình chơi trò đặc biệt đi nha. Bơm máu đại pháp nè. Đó, ngon lành luôn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với kỹ năng hút máu đi. Wow, lớn. Victory. Và chỗ này thì mở nhẹ cái rương nha. Đó, ở đây thì anh em mình sẽ nhận thêm được ống nghiệm nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi rồng. Tranh thủ chạy ra thu hoạch nhẹ cái. Cuộc đua Heroic thì không biết anh em đã leo lên được lắp bao nhiêu rồi. Đừng quên comment chia sẻ với HNT cho vui nha. Bây giờ anh em mình sẽ đến với cái khu vực list và chúng ta cần win là 2 trận nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chào đón cái thành viên đặc biệt nào đây? Chắc có lẽ là thành viên Sinful đi nha mọi người. Con này là anh em các bạn sẽ cần, mình nhớ không lầm là các bạn sẽ cần 4 con để được cái bé này là tặng miễn phí nha. Đó. Nhân vật này là con thứ 5 và cũng là một cái con rất là mạnh luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh đặc biệt của bé này. Wow, một mình cân ba nhẹ nhàng luôn nha anh em. Và thành viên này thì các bạn biết rồi đó, chúng ta chỉ tốn tầm khoảng 100 mảnh là có thể summon được 1 con rồi nha. Rồi, cái hẹp tiếp theo thì mình sẽ đến với một các bạn level là 151 nha mọi người. Wow, hơi căng hen. Thành viên này là Kama, kỹ năng của nó là miễn nhiễm. Ui cha, nó miễn nhiễm sát thương thiệt kìa. Lên dẻ luôn. Sát thương nó sẽ được tăng gấp đôi. Và nó sử dụng tuyệt chiêu là bơm máu đại pháp nha. Lại một lần nữa miễn nhiễm sát luôn. Cay quá nhờ. Nhưng mà không sao, anh đại Xin Phương của chúng ta vẫn đủ sức để có thể cân được cái thành viên đặc biệt của tên bạn luôn. Và đây là Harris. Con này thì kỹ năng bơm máu đại pháp cho tem là một trong những kỹ năng khá là ghê gớm nha. Và đánh lan và chuyên gia trị dòng Kama luôn đấy. Hút máu nè. Ôi, xử lý tên bạn nhẹ nhàng luôn. Wow, victory nha. Bây giờ thì nhận thưởng thôi anh em ơi. Ở đây thì anh em mình đang ôi, qua nhiệm vụ mới rồi. Cành cây. Ây cha, cành cây là chúng ta phải cho mấy cái bé rồng nó yêu nhau để mới có được cành cây nè. Ôi, ở đảo này thì thôi anh em mình thôi chúng ta sẽ ra ngoài. Đây, anh em mình sẽ cho mấy cái bé rồng nó yêu đương với nhau chút xíu để kiếm cành cây. Đó, ổn áp hen. Và ở đây là nó cần tầm khoảng là 2 cái cành cây nha mọi người. Rồi, để mình coi coi chúng ta. Đây là nó bắt tốn 14 viên game. Hơi khoai. Rồi, và chúng ta sẽ đến với khu vực Arena tiếp tục đi nha. Khu vực này thì HNT cũng khá là kết luôn. Wow, vàng rồng xịn dữ. Hôm nay anh em mình được đối mặt với những cái tem khá là nặng ký nha mọi người. 5 ngôi sao vàng lấp lánh, 2 thành viên khá giống nhau. Ý, tính là nó y chang luôn ấy chứ. Rồi, chơi chiêu đặc biệt liền nè. Level là 70 maximum rồi. Wow, cho nhẹ thêm bạn thêm cái nữa. Ôi, máu còn có 48.000, không thèm hút luôn, máu ít quá hút làm gì. Bây giờ thì anh em mình mới chơi chiêu đặc biệt nha các bạn. Cái tuyệt chiêu rất là bá đạo thuộc dòng Heroic Arcana, khả năng đánh lan. Đó. Wow, nó kích hoạt miễn nhiễm sát thương cơ. Ôi ôi, căng nha. Ôi, cái này là thấy không vui rồi đó nha. Mới vô chưa kịp chơi gì hết trơn là bị mất cả khúc rồi. Ôi, nó chơi trò bơm máu nữa các bạn ơi, cay nhờ. Ôi, miễn nhiễm sát thương, tình hình không ổn. Tình hình này là thấy không ổn rồi đó các bạn ơi. Nữa luôn, 2 lần miễn nhiễm sát thương liên tục các bạn à. Ôi. Cay nha. Cái kèo này là rất cay luôn đó nha. Ôi. Không phải chứ chơi gì ai chơi lại với men. Nữa, lại miễn nhiễm sát thương nữa các bạn ơi. Cái dòng Kama này quýnh đúng ức chế luôn đó nha. Các bạn thấy rõ ràng luôn, nó quýnh mà nó miễn nhiễm hoài luôn, nãy giờ là 3 lần rồi đó. Thiệt tình là làm như vậy anh em mình rất khó xử các bạn à. Ôi ôi, bây giờ còn nguyên một cái con mập ú nu luôn, level 60. Anh em mình còn chiêu hút. Ôi da, cái gì thêm lượt đánh nữa. Ôi rồi, lỡ bơi rồi. Ôi, cái tem thiệt tình. Biết nãy mang Vodos ra là anh em mình không tới mức thua rồi các bạn. Mình nhớ không lầm là mình gọi thành viên Vodos rất là xịn sò luôn mà hồi nãy không đem ra. Ý y quá mà. Anh tự ý y quá. Đúng rồi, dạng đồng xịn của mình thì cũng đâu phải dạng vừa. Đó, chơi hết mình luôn nè. Để coi coi tên bạn nó lợi hại như thế nào. Mới vô bật cái kỹ năng. Ôi trời, tính ra là thằng nhỏ chưa bị mất máu mới xài chiêu này hơi bị uổng nha. Rồi không sao, anh em mình bây giờ là đang rất là mạnh rồi. Coi coi tên bạn nó ghê gớm cỡ nào. Cái con Khamat này dữ lắm nè, cho nên đó là anh em mình phải me nó. Rồi lụm nhẹ một thành viên. Tiếp theo thì sẽ đến với con nào đây? Wow, bây giờ là đến với dòng Titan đúng không? Titan thì con này nó sẽ có một cái bộ giáp để nó bảo vệ. Bây giờ anh em mình phải phá giáp của cái thành viên này mới được. Lụm giáp. Rồi mất cái giáp tên bạn, con này còn cái kỹ năng hồi sinh nữa mới căng nè mọi người. Sát thương nhân 2 đến từ Kama. Căng chưa? Tuyệt chiêu gió, chúng ta lại tiếp tục trị Heroic Kama các bạn à. Ở lộn Heroic Titan chứ. Miễn nhiễm sát thương và lượng đam anh em mình đang được tăng. Ôi ôi ôi, lấy máu tăng đam luôn. Rồi, ôi trời, chiều đánh lan với mình. Sát thương đang được tăng gấp đôi. Đó, hai bé Kama giao lưu trực tiếp với nhau luôn. Wow, anh em mình còn kích hoạt miễn nhiễm sát thương nữa. Ây cha, nó cũng kích hoạt luôn. Căng nha, ơi lại một lần nữa. Hai thành viên này cho nhau có vẻ ok nha. Lên dĩa. Victory. Ui, ổn áp nha mọi người. Ui, căng dữ. Ở lần này là Vodos có skin kèm thêm bé voi luôn. Ôi, không sao. Cái chuyện gì chứ tem mình cũng không phải dạng vừa nha. Ha mã, con này như 3 sừng nha các bạn. Lụm nhẹ một thành viên. Con này có cái kỹ năng hồi sinh nữa nè. Rồi rồi, và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với Kama đi. Rồi, con nào sẽ ra tiếp theo đây? Bé voi. Ôi, bé voi này thì hơi khoai nha. Đó, mà kích hoạt miễn nhiễm sát thương cái là... Ôi lộn, không phải miễn nhiễm mà là knock out á các bạn. Máu mà mình bị ép xuống một cái lượng máu thấp á là nó sẽ kích hoạt knock out, là anh em mình hơi đấm đuối luôn ấy. Thêm 1 lượt đánh à. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái chiêu gì đây? Đây, hút máu đại pháp đi. Dòng Titan mà cà rồng thì anh em mình vừa có giáp của Titan mà vừa có cái kỹ năng hút máu nữa. Cái gì căng vậy? Trời ơi. Nó vả đúng một cái luôn các bạn ơi. Sát thương nhân 2 hả? Bài thế. Vodos. Rồi bây giờ thì anh em mình lụm nhẹ cái thành viên Vodos này đi. Ở lộn, bé voi rồi bây giờ tới Vodos nè. Ui từ từ, hút máu cái coi. Tên bạn thì có skin thôi mà, có gì đâu căng nè. 102 đúng không? Thêm một lượt đánh nè. Ép thêm cái nữa nè. Rồi rồi, máu tuột như phin rồi. Hồi sinh trở lại thì anh em mình vẫn xử được nha. Ôi. Rồi, victory nha mọi người. Trận này vẫn qua cửa ổn áp nha. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho HNT Channel nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.